chồng doanh nhân của Minh Hằng chính thức lộ diện. Sau lễ gia tiên hôm 13 tháng 6, tối ngày 18 tháng 6, đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo được diễn ra ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôn lễ được diễn ra kín đáo, có khoảng 300 khách mời tham dự là những bạn bè, người nhà, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể. Trước khi đến giờ gờ, lễ đường của đám cưới được hé lộ với phần trang trí độc đáo, sử dụng cỏ lau thay vì hoa tươi thường thấy. Với tông màu trắng, nâu chủ đạo, Minh Hằng mong muốn mang lại sự sang trọng, tinh tế cho ngày trọng đại nhất đời mình. Trong hình ảnh mới nhất, Minh Hằng và chồng xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào đón toàn thể quan khách. Đây cũng lần đầu chồng đại gia của Minh Hằng chính thức lộ diện. Trước đó, nữ ca sĩ sinh năm 1987 giấu kín mặt ông xã vì muốn đảm bảo sự riêng tư,